Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tin khẩn cấp, Nga và Triều Tiên liên minh bắn vỡ 4 cửa xả 6, 7, 8, 9 của con đập Tam Hiệp, Trung Quốc, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình khóc sưng hết hai mắt. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc sáng ngày hôm nay xác nhận rằng vào đêm ngày hôm qua, quân đội của Nga và quân đội của Triều Tiên đã nã 19 quả tên lửa có sức công phá lớn, phá vỡ 4 cửa xả của con đập Tam Hiệp. Đập vỡ, sông Dương Tử thất thủ khiến cho tỉnh Vũ Hán của Trung Quốc chìm trong nước lũ. Toàn bộ 13 thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô, Quảng Đông, Quảng Châu khả năng cao sẽ bị nhấn chìm ra ngoài biển Đông trong hôm nay, khiến cho các quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh vô cùng sốt ruột. Thưa quý vị, theo tờ báo Moscow cho biết, chính quyền Tổng thống Nga ông Putin đang rất tức giận Trung Quốc vì cách đây 3 ngày, hải quân của Bắc Kinh đã cho 31 tàu thuyền của các loại mang rất nhiều vòi rồng và vũ khí hạng nặng dám xông vào khu vực giàn khoan của tập đoàn Rosneft Nga ở Biển Đông để uy hiếp hòng đánh sập. Đây chính là nguyên nhân chính mà sáng ngày hôm nay, quân đội của Nga dưới sự chỉ đạo tài ba của Tổng thống Nga ông Putin đã phóng tên lửa từ trung tâm chỉ huy hạm đội Biển Đen bắn trúng con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc, làm hư hỏng nặng 4 cửa xả số 6, 7, 8, 9, khiến cho thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hoàn toàn thất thủ, Bắc Kinh thì đang báo động khẩn cấp. Thưa quý vị, theo hãng tin BBC News, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết 4 cửa xả của đập Tam Hiệp phía Trung Quốc vỡ không chỉ là do tên lửa của Nga, mà trong đó có sự tấn công từ quân đội của Triều Tiên nữa. Bởi theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng, đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un sáng ngày hôm nay đã có mặt trực tiếp một căn cứ quân sự của Bình Nhưỡng để phát động một cuộc tấn công. Ông đã chỉ huy cho quân đội của Triều Tiên nã 11 quả tên lửa bắn trúng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Hãng tin BBC News cho biết 11 quả tên lửa của chính quyền ông Kim Jong-un đã nã thẳng vào con đập lớn nhất thế giới mang tên Tam Hiệp. Ngoài ra, chính quyền ông Kim Jong-un còn định nã tiếp một loạt những quả tên lửa vào quảng trường Thiên An Môn để trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Lý do được đưa ra là chính quyền Tổng thống Nga ông Putin cùng nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un muốn liên minh đồng loạt xuất kích để tấn công Trung Quốc, đánh phủ đầu Bắc Kinh, trừng trị thói ngang ngược ngông cuồng của chính quyền ông Tập khi liên tục đem quân lính và xe tăng đi khiêu chiến gây hấn với lãnh thổ của Nga và Triều Tiên trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ thủ đô Bắc Kinh cho biết, hiện Trung Quốc đang tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi mực nước của con sông Dương Tử ở thành phố Vũ Hán đang nâng lên mức độ cảnh báo cao nhất. Con sông Dương Tử của Trung Quốc là một trong những con sông lớn thứ ba trên thế giới, đang có mực nước tăng lên rất mạnh. Nó tăng theo từng giây, từng phút và từng giờ. Nhiều khả năng cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở, khiến cho vùng hạ lưu và thượng nguồn con sông Dương Tử của phía Trung Quốc rơi vào tình trạng báo động nguy hiểm và đứng trước những tình huống nguy hiểm và cấp bách kể trên. Chính phủ của Trung Quốc đã huy động tối đa lực lượng quân đội, phòng không, không quân trực chiến 24/24 giờ để sẵn sàng đối phó với tình huống nguy hiểm. Đã có hàng ngàn người dân của Trung Quốc phải sơ tán, ít nhất 100.000 người của Trung Quốc đã phải di tản gấp sang các nước bên cạnh của Trung Quốc như Lào, nơi có đường biên giới dài nhất với cả Trung Quốc. Được biết, con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc là một trong những con đập lớn nhất trên thế giới nếu như nó bị vỡ. Nó sẽ xóa sổ toàn bộ Bắc Kinh ra khỏi bản đồ trên thế giới. Chính vì lẽ đó mà người ta gọi nó là con đập, là một trong những tử huyệt chết người của chính quyền ông Tập Cận Bình. Trong thời gian vừa qua, chắc hẳn quý vị và các bạn đã lắng nghe rất nhiều thông tin về con đập Tam Hiệp như nó sắp vỡ, nó bị Nga bắn, nó bị Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Mỹ và Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức dội bom cho nổ tung con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Nhưng theo tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc sáng nay xác nhận con đập vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, 4 cửa xả số 6, 7, 8, 9 thì bị hư hỏng nặng bởi vì sáng ngày hôm nay, mực nước tăng lên rất nhanh, tờ báo Trung Quốc cho biết. Cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình thừa hiểu rằng con đập Tam Hiệp là một trong những dự án trọng điểm của Bắc Kinh. Nó cũng là một nguồn cung cấp điện năng cho toàn bộ thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Quảng Đông, Quảng Châu, Thượng Hải và rất nhiều vùng lân cận ở sông Dương Tử. Tuy nhiên, nó là tử huyệt
Vì thế mà phía Bắc Kinh liên tục cho 50 tiểu đoàn và tiểu đội canh gác 24/24 giờ. Nếu quý vị quan sát hoặc có thời gian để sang thăm con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc thì sẽ thấy các lực lượng quân đội của Bắc Kinh trải dài khắp mọi vùng con sông Dương Tử. Được biết, rất nhiều các nước và thế lực thù địch trên thế giới muốn đánh Trung Quốc, nhưng họ lại không cần đánh vào trung tâm đầu não ở thủ đô Thiên An Môn hay thủ đô Bắc Kinh, mà họ chỉ cần phóng tên lửa phá vỡ con đập Tam Hiệp thì 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Nhưng làm như thế thì sẽ ảnh hưởng nặng nề tới những người dân vô tội. Đây chính là nguyên nhân vì sao rạng sáng ngày hôm nay, chính quyền Tổng thống Nga ông Putin liên minh với cả lãnh đạo ông Kim Jong-un của Triều Tiên cho nã 18 quả tên lửa phá vỡ 4 cửa xả của con đập Tam Hiệp nhằm dằn mặt chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mang tên China Morning Post cho biết, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã liên lạc với Đại sứ quán của Bắc Kinh ở những nước lân cận láng giềng như Myanmar, Pakistan, Mông Cổ, Nhật Bản và một số, nhưng các nước đều từ chối không tiếp nhận người dân của Trung Quốc bởi vì các nước cho rằng dịch bệnh COVID-19 vẫn đang là một ẩn số và vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, cho nên họ không tiếp nhận những người dân của Trung Quốc tràn sang để lánh nạn. Nhiều ý kiến cho rằng các nước trên không tiếp nhận người dân của Trung Quốc khi con đập Tam Hiệp sắp bị vỡ là bởi vì chính phủ của ông Tập Cận Bình thường xuyên dùng vũ lực đem quân đội đi đe dọa đến an ninh chủ quyền của các nước láng giềng, cho nên khi gặp hoạn nạn họ nhất định không bắt tay với Trung Quốc. Hiện chỉ có Lào là mở cửa biên giới cho người dân của Bắc Kinh sang lánh nạn bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình đang ủ âm mưu thôn tính Lào và Campuchia trong năm nay để dễ bề cai trị khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết, trong suốt thời gian dài vừa qua, từ khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, nơi có con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới đang án ngữ tại đây, chính quyền ông Tập Cận Bình đã liên tục đem quân đội đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông. Chính vì vậy mà các nước cũng như cộng đồng trên toàn thế giới kịch liệt lên án Bắc Kinh. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả. Hôm qua, một nguồn tin cho rằng Ấn Độ cũng đang rất tức giận với cả Trung Quốc. Hiện chính quyền Tổng thống Ấn Độ, ông Modi, đang lên kế hoạch dội bom thủ đô Bắc Kinh, đánh trúng vào cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì Ấn Độ cho rằng Trung Quốc đang điều rất nhiều binh lính cùng xe tăng, máy bay và tàu chiến áp sát biên giới của Ấn Độ để xâm chiếm lãnh thổ, Ấn Độ thì đang ra sức bảo vệ vùng biên của mình. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Modi đã gọi điện đích thân cho Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, để nhờ quân đội Hải quân Không quân Hoa Kỳ giúp đỡ. Thưa quý vị, theo hãng CNN của Mỹ cho biết, tình hình nội bộ giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang căng như dây đàn, khi hôm qua cả Bắc Kinh và New Delhi đều đưa thêm 1 vạn quân tới khu vực tranh chấp. Tờ báo của Mỹ cho biết cả Ấn Độ và Trung Quốc đều điều thêm quân tới khu vực biên giới đang xảy ra tranh chấp dữ dội sau những vòng đàm phán không thành công giữa hai nước này. Theo phía Trung Quốc thì Ấn Độ điều rất nhiều quân cùng xe tăng tới khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Còn Bắc Kinh cũng đã điều thêm gần 10 vạn quân để tới khu vực này nhằm khống chế quân đội của Ấn Độ. Còn theo hãng BBC News dẫn lời một quan chức trong chính phủ của Ấn Độ cho biết, Trung Quốc đã điều thêm rất nhiều binh sĩ cùng xe bọc thép và tên lửa dẫn đường đến khu vực biên giới tranh chấp ở bang Ladakh gần khu vực Ấn Độ để gây hấn. Ngược lại, quân đội của Ấn Độ cũng đã gửi rất nhiều binh sĩ cùng rất nhiều pháo cao xạ, pháo binh nhằm đảm bảo an ninh khu vực cho biên giới. Được biết, căng thẳng biên giới giữa Trung Ấn bắt đầu từ hồi tháng 1 sau một vụ ẩu đả giữa binh sĩ hai nước. Các nhà ngoại giao của New Delhi và Bắc Kinh đã tiến hành các cuộc đàm phán trong 2 ngày, nhưng cả hai đều không mang lại kết quả tốt đẹp nào. Theo tờ báo New Delhi cho biết, thời gian gần đây, phía Trung Quốc liên tục thực hiện các vụ xâm phạm lãnh thổ của Ấn Độ, trong khi Bắc Kinh phủ nhận điều này. Phát biểu tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, ông Ngụy Phụng Hòa, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã phát biểu rằng Bắc Kinh cam kết bảo vệ hòa bình ổn định trong khu vực, nhất là khu vực biên giới giữa Trung Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc, Nga. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết lời phát biểu của ông Ngụy Phụng Hòa hoặc là ông Cảnh Sảng toàn đi ngược lại với cả những tuyên bố trước đó, bởi vì Trung Quốc nói một đằng là một nẻo, Trung Quốc nói rằng cam kết bảo vệ hòa bình ổn định. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại đem rất nhiều quân đội, binh lính, xe tăng, vũ khí, đạn dược, tên lửa đến vùng biên giới để dùng vũ lực xâm phạm nghiêm trọng vào vùng lãnh thổ và các nước kể trên. Đấy chính là nguyên nhân mở thường xuyên xảy ra những
cuộc đụng độ giữa Trung Quốc, Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc, Ấn Độ. Thưa quý vị, theo tờ báo New Delhi, tờ báo nổi tiếng của Ấn Độ cho biết đích thân Thủ tướng Ấn Độ ông Modi đã có cuộc thảo luận quan trọng với Cố vấn An ninh Quốc gia ông Dova và Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng của Ấn Độ nhằm đưa ra những lựa chọn phương án tối ưu nhất để Ấn Độ đối phó với cả Trung Quốc ở vùng biên. Kết quả cuộc họp Ấn Độ sẽ sử dụng phương pháp ngoại giao nhằm giải quyết các căng thẳng ở biên giới giữa Trung Ấn. Tuy nhiên, Ấn Độ đã đưa ra một tuyên bố sắt đá khi vẫn cho quân đội trực chiến 24/24 giờ để chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng chiến đấu cao nhất nếu như Trung Quốc tỏ ra ngang ngược. Ấn Độ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời Ấn Độ cũng sẽ nỗ lực hết mình nhằm duy trì an ninh ổn định trong khu vực, nhất là dọc biên giới giữa Trung và Ấn Độ. Đây là lời phát biểu của thành viên Cố vấn An ninh cao cấp của Ấn Độ cho hay, dưới thời Thủ tướng ông Modi, Ấn Độ cũng đã xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, theo giới chức của Ấn Độ, những công trình này không nhằm mục đích gây sự với phía Trung Quốc. Tuy nhiên, trong một bài phát biểu ở thủ đô Bắc Kinh, người đứng đầu chính phủ Trung Quốc ông Tập Cận Bình phát biểu rằng Ấn Độ là mối nguy hiểm cho Bắc Kinh, cả ở trên bờ lẫn ở Biển Đông. Đấy là nguyên nhân vì sao mà trong thời gian vừa qua, chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã sang thủ đô New Delhi để bắt tay với ông Modi chống lại phía Trung Quốc. Thưa quý vị, căng thẳng biên giới với Ấn Độ đang gia tăng trong bối cảnh ở Trung Quốc đang có những mối quan hệ không tốt với nhiều quốc gia trong khu vực như Mỹ, Đài Loan, Úc, Nga, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức và Trung Quốc còn gây hấn với cả một số nước ở khu vực Đông Nam Á. Đích thân Tổng thống Mỹ ông Joe Biden, người bạn thân của Tổng thống Ấn Độ ông Modi đã phát biểu tại Nhà Trắng. Mỹ nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đáp ứng hòa giải tranh chấp trên biên giới giữa Trung Ấn. Tuy nhiên, Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc không nên gây hấn hay dùng vũ lực để lấn áp Ấn Độ. Nếu không, quân đội của Hoa Kỳ sẽ ra tay giúp sức Ấn Độ để trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh và tất cả các tin tức liên quan tới tình hình đó. Chúng tôi sẽ cập nhật và gửi cho quý vị và các bạn vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.